Hai, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em sẽ làm một cái tiết mục ẩm thực, hổm gài mấy anh em đi săn cũng được mới. Đây thu hoạch đó. Thu hoạch quá trời rồi. Nhẹ ba cái mồi bán nha các bạn ơi, một thao rồi. Hả? Anh tôi nghĩ nướng luôn đi ông ơi, một thao luôn rồi. Ốp chao hay gì thì nướng lại đi. Đây hôm nay thì mấy anh em được cái phần mồi. Cá phi đâu đây nữa vậy? Cá phi thì tối đó. Vậy ta chiên luôn đi em chịu. Ta muối ta chiên. Cá đó hồi nướng luôn ừ. Im. Đây là thành quả của mấy anh em đi săn. Mới đi săn hôm qua chứ đâu có ấy đâu. Qua không nhiêu đây mà không có quay được cả nhà. Không có quay cho cả nhà mình xem. Tại hôm qua mấy anh em tham gia đi săn luôn. Trúng chim. Xíu mấy anh em sẽ nướng hoàng chim cò nha các bạn. Các bạn xem tiếp video nha. Bữa nay mồi bán. Đây nè. Lụm luôn rồi. Chặt không? Dây luôn. Cục phía trời. Chết rồi. Rồi. Chết rồi. Hay. 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 Để cho đưa cho ông thầy chết. Còn một tên chấm nữa kìa. Hai chào cả nhà nha. Giờ anh Hoàng em sẽ đảm nhận cái phần ốp ốp chim cò. Mặt ghét à. Chút xíu anh Hoàng em sẽ đâm tỏi nè, đường nè với nước mắm. Ảnh sẽ thử vừa ăn. Vừa ăn xong là trộn vô cái kia là vừa lụm. Dễ dàng ha. Đây. Đây cái phần nêm nếm. Đây cái thành phần ở trong này á, thì Tăng xin nói cho các nhà biết thì trong này là có tỏi nè. Ngũ hương nè. Đường bột ngọt. Nước mắm. Đơn giản các bạn. Này ốp con trâu luôn. Cái món này nè thanh niên phải biết giặt đồ mới làm được món này nha các bạn. Phải như giặt đồ vậy đó. Tới không chuyện. Quá. Thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Đúng rồi đó anh Hoàng ơi. Tăng. Anh đi. Tới mồi. Bạn em xuất ra bên nào đó rồi. Rồi rồi tắt dây ra đi ông nội ơi, đủ. Chạy tới đi để lại đi. Nhưng mà em có thể xuất ra trước được không? Né bên nào né bên nào thôi. Lĩnh chạy đâu rồi? Không. Không. Lĩnh sang nó phà lên nó thiệt đó chứ không giỡn thôi. Bụi không mẹ. Này cái phần cò chim qua cái bàn tay khéo léo của anh Hoàng em bây giờ nói chung là nó nằm chùm bẹp hết trơn các bạn. Em quá đã, quá đã rồi ha. Đây để tiện trong cái việc nướng thì mấy anh em sẽ cắt chim làm hai. Đó.
làm hai mảnh quặng quặng đũa thì à đây các bạn, chim còi đã được cắt xong các bạn ơi. Trẻ luôn hả? À? Ừ, trẻ luôn cũng được cho nó dễ chín. Hả? À, rồi đây. Trời nóng quá rồi, chịu nổi. Được rồi, cháy dữ rồi. Được rồi. Tắt đi. Tắt bàn chó đi. Cái đó cho lửa nó tắt là nướng được luôn rồi đó. Quá đã luôn. Hai con bán nhân thần gà. Lấy cầm dây chì á, lấy cầm dây chì xỏ. Dễ vậy. Quá đã luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp số được chỗ. Bỏ đại bỏ chim nhanh chính giữa luôn. Kéo tiếp đi. Trời ơi, dễ quá vậy không đi chơi số. Không đâu dễ vậy, cổ nó bung ra. Rồi rồi tới cái công chuyện luôn rồi quý vị ơi. Bịp bịp quýt gắn lại, gắn quýt bịp bịp lại. Ừ, bỏ nhớ luôn. Tối không chuyện nghe bác Tài ơi. Có số chín không Định? Có số chín không? Xém nó quên ổng luôn rồi. Nó nhậu đâu kia trời giỡn hoài. Bữa nay là linh đình luôn nha các bạn ơi. Phải nói như mồi. Cái mồi này không phải lúc nào cũng có ăn đâu nha các bạn. Lâu lâu mấy anh em trúng chim bữa. Lâu mấy anh em trúng chim bữa chứ không phải lúc nào cũng có nha. Dữ lắm luôn trận này. Thôi lỗ đau tiêu nè. Này tới mồi luôn nha quý vị ơi. Quá trời quá đất rồi. Nhắn này chính trước luôn. Wow. Nói với anh Quang là còn một mâm quá quá xá anh Quang đây. Tới anh Quang về sao ít chim quá. Anh Quang đi. Quá xá ôi. Quá xá cái mầm rồi. Này trúng mồi rồi quý vị ơi. Về miền Tây em chơi ngay mấy món này thứ gì chịu nổi các bạn. Đã ghê ha. Quá trời. Nứt nứt chứ. Nứt da ông còn ngồi đó hồi nứt luôn. Nó bể nổ nữa. Đây cái phần muối ớt của mấy anh em Sukai cũng khầy. Đây bữa nay mấy anh em sẽ chơi cái chai Gmi Martin 1738 ông nội của cô Dung. Cô Dung tặng. Đó, bữa nay mấy anh em sẽ khui thùng luôn. Gmi. Đây bây giờ đại diện sẽ khui rượu ra. Khui bình rượu ra nên. Đây anh em sẽ khui rượu cho các bạn xem. Thưởng thức ở trong coi như thế nào. Ủa nắp ra đó, dở nắp lên đó. Ừ. Trời ơi. Đó giờ không biết uống rượu ngoại toàn uống rượu nội không? Rượu của ông nội để lại. Đâu có. Mở ra ông nội cắt cái đầu. Ừ cắn đi. Đậu lo không? Sao không nhẹ nhàng vậy? Kéo cái rượu ra. Cầm chắc chắc nội rớt bãi chết à. Đây có nhà ở thật nha. Ở trong cái này không có gì nha các bạn hà. Trời ơi, lấy tay hốt ra. Sao cứng vậy? Cầm chắc.
Có gì đâu mà sợ. Ủa mà áo gắn mà sợ gắn gì em nội. Thôi tập rồi ông giục cái cha luôn chết luôn. Đây chai rượu, đây là món quà của cô Dung bữa hổm về chơi gửi tặng mấy anh em, giờ mấy anh em tự xử luôn. Dứt chai rượu 2.3 triệu, chai rượu 2.3 triệu. Quá dữ. Để giá đâu? Cái này mua được 4-5 thùng bia Heineken. 2.3 triệu đó. Chai này bữa hổm thì thần ông uống, ông uống nói nè. Có ai mấy thần? Mấy thần, chai này 2.3 triệu hả? Mà ông uống ở đâu? Uống với nhà vợ hả? Uống với nhà vợ 2.3 triệu đó. Nhà ba, hôm nay thấy sao? Hẹn mạnh không? Chơi đại gái tới đâu tới? Dạ đó rồi, ngồi dẫn. Dạ. Của tối nhậu đâu luôn hay gì không biết. Anh nhìn cái chai gì đơn sơ vậy, ông thấy đâu có gì đâu ha. Tính tiền đô đó bác, cái tiền Việt Nam mình 100 ngàn chứ nhiêu. Tiền kia thì nó 100 ngàn. 2 triệu mấy. Đâu có đồng xu nào đâu. Thì 100 đô đó. Chai này đúng 100 đô đó. Thì ở đây thì cũng có 100 ngàn. Dạ. Có đồng xu nào đó. Đây thì 100. Mấy con đồ uống rượu trắng không mà bữa nay vô cái này không biết chịu nổi không. Sao ông thầy bữa nay thấy trong mình thấy làm sao? Phải không? Đông à. Coi ơi, cái này nhậu bao nhiêu người xỉn, còn mấy mình biết để mình đâm củ trắng thêm. Cái gì? Ờ. Lắc xe hả? Ê, rượu này nướng uống được không ta? Nướng hả? Nướng nổ cái tay. Rồi là tính làm gì? Giục luôn hả? Trời xém nữa, ông đó ông hốt cái chai rồi mi rồi. Này mọi giờ gần chín hết trơn rồi, quá trời đã luôn các bạn ơi. Đây anh nên sẽ đá vô các bạn ơi. Cái bao cái gì tao bỏ tao đập luôn. Rồi có cái bao đập đã bỏ nước chùm men. Cái anh Đập cho bảy cái chai tao cười không. Như này nên đập gái một bệnh luôn. Ờ vừa thôi. Được rồi, rồi. Đổ nước vô. Đổ nước vô lạnh hay bà ngủ. Tới gì luôn nữa. Còn mấy người ta đem mình gọi mình của tỏi kìa bỏ vô cái ngăn đông đó hồi nó bung nắp lên luôn à. Còn nó bung ngang cái miệng này em không biết sao luôn nha. Nó bung nắp mà nó bung ngang bên hông. Ê, chai rượu người ta xong đổ nước vô ông nội. Ê, cái này mình đổ rượu trắng ở ngoài á. Cái gì rồi hết cái rượu đó mình uống rượu trắng. Đủ hả? Thôi đủ rồi, đủ nhậu rồi. Thôi, bỏ đi. Ê, mình tính như này cho gọn nè. Bây giờ đỉnh lấy chai rượu này đi. Chở chanh lại 4 cái thùng gan lại thôi. Mấy anh em uống bia. Em để chai rượu ở nhà đi. Ê Thần ơi. Ê Thần. Thì thần máy em tính vậy nè, máy bây giờ để cái chai rượu này cho anh đỉnh cắt đi rồi mình kêu anh đỉnh đổi 4 thùng bia, 4 thùng can nhiều không? Này 2 triệu mấy, 2 triệu được rồi. Ừ. Thì lấy 4 thùng can thôi. 4 thùng can được. Tôi để cắt rồi sau này 4. 4 thùng can thì cũng như gỡ 2 triệu rồi. Dạ. Cho không ha. Đây nè, một ngày mà chụp chim uống chai này không nổi. 2 triệu mấy đó. 2 triệu mấy đó. Giật tay. À trời, bữa nay gỡ lúa một bữa. Bữa nay gỡ lúa một bữa ơi. Không gỡ rượu trắng không muốn chết bà chứ. Đây bữa nay sẽ đại diện của tỏi. Đó. Một hộ, 2 hộ, 3 hộ. Quá dữ. Gì cúp điện hả? Ừ, có sáng vậy. Còn mấy con kia nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ cũng có bán cho ai được. Đúng ra mà thấy con nhỏ thả bự cho người ta bán. Có tâm mà tâm này tâm không được. Trời chừa lại mà chơi nhỏ nhỏ như nhí gì sao bán. Cái con chung nó chín tới rồi đó nha. Ừ. Cứng lắm mày ơi. Vui quá về được chịu hoài á. Cứng lắm mở ra đâu. Giọng luôn. Giọng luôn. Trời ơi, chứ rượu tay của tao không giục bể luôn rồi.
Ủa anh khóc ngay nãy rồi. Nghĩ luôn. Khóc, khóc luôn. Chán vậy chứ. Thợ săn mà đi sợ cóc. Chậu của anh đã có đem đi chơi rượu mà không phải rượu này, rượu trắng, nước trắng tươi à. Dạ. Trắng luôn. Cóc chi sợ trắng. Nó nhiều loại lắm rồi anh Bay. Mày có một cái đi hen, mày không có một loại. Chậu nó bỏ cho em. Có mấy cái loại quốc ca của Nga nữa. Của Nga nó có loại rượu quốc ca đó, là của Nga đó là nó nóng lắm. Dạ là có 2 ly nó dùng người ta lạnh chứ không. Dạ. Nóng lắm, rượu uống là gực gực. Trời lấy cái đồ đập cái cổ ra rồi đâu lấy đồ đập cái cổ nó mẻ cút rồi gót ra. Hai thằng móc. Con thấy con thấy người ta lấy cái mũi khoan đó, người ta khoan ở dưới đít á. Khoan ở dưới đít á rồi mình đẩy mình uống từ từ. Đạt, Đạt thôi nhậu luôn vậy á Lan. Nhậu luôn. Hai thằng chơi. Biết nào mới có dịp. Nhiều ly quá rồi nó không gót không? Gót 1, 2, 3, thử rượu tay luôn các bạn ơi. Rồi cảm ơn cô Dung đã tặng cho mấy anh em chai rượu. Rượu này cũng khá là mắc tiền mấy anh em, thì nói chung là đó giờ cũng chưa uống cái rượu này. Phải, phải không? Ủa người ta chỉ uống hai người sao đẩy cái hết luôn hả? Không ai đem cái chai vậy luôn đi, mệt quá. Thầy nè bới vậy. Kè, ông muốn cho giữ đi, cô ba chảy nè, em sẵn rồi kìa. Nếm là hai chứ nhiều. Vô đây, để đây. Không chưa nguyên được. Trời ơi, nó lộ, lỗ rồi đó, nó lợi rồi đó. Nó lợi rồi đó. Vô đây. Dạ, uống cho hoài kìa. Vô. Đạt uống chưa? Thử coi. Cái mỏ giật giật kìa kìa. Thôi, thôi, nhắm mồi uống được, nhắm mồi thôi. Để mà ông Dung cái mồi lên đây. Hổm nhậu không có con. Bữa nay rượu này có con uống rồi, thử coi. Nhấp nhấp chép chép rồi thử coi coi nó mùi vậy sao. Sao đi thổi vậy? Dạ, bỏ đi. Rồi, ra. Thôi, ông xỉnh luôn kìa. Uống con ly xỉnh luôn. Gần gần không? Rượu này nặng lắm. Sơn ông đậu luôn cô Dung ơi. Mưa gió này mệt nữa rồi. Kìa cho cô ba thử một cái coi. Mời cả nhà luôn nghe cả nhà ơi. Nay mình muốn thử này luôn. Quá ngon. Thôi sao cái này này nữa cho nó quen máy. Để tống vô cái đi lấy đi uống. Dạ. Lý Tịnh nãy giờ chưa uống nè. Ly rồi. Ly rồi ạ. À? À, hai người ta làm ly rồi mẹ ơi. Sao uống nhiều vậy, uống ít thôi. Khè ghê ông nội. Mang gắn chung mà khè như gắn hổ. Như nó lai gắn hổ. Không bao rượu này uống khè mới ngon, uống khè không ngon rồi. Không khè không được, không ăn ngon phải khè mới được. Bởi vì nó không khè không được. Không khè được luôn. Uống này gai như rượu tây trời. Gai rượu mẹ. À. Lấy cho anh cái tô gì ở không đó em bỏ cho nó bỏ xương bỏ gì đó. Để theo giữa. Ông nên sao ai gấp cho ổng cái gì xương không vậy ăn sao nữa. Đó Lý Tịnh gấp. Bỏ chỗ này gấp chê. Chê gắn chê hả? À? Rồi, thử khúc gắn nhẹ cái. Cái đuôi vậy. Mặn á. Chín chân rồi. Các bạn ơi. Ê ông lấy ruột ra hả? Ruột cái bánh gì đâu mà ruột rộng đâu để ăn nha nó tiêu mẹ nó rồi đi Lý Tịnh gì đây nè. Mấy anh em vậy nói mấy anh em lúc ăn không can chứ gì anh xui anh mập ủa anh xui anh chơi gì gắn con ở trong đây gì lòi vô ngoài luôn nè cái mặt đó ông vậy cái mặt đó ăn cái đồ đeo bổ ra không ăn thì trả lại ăn nó nói bốn gắn luôn nó chuyền qua nè. À, sợ gắn chung chứ cũng được. Đâu có sợ đâu. À không sợ gắn chung mà. Sợ cóc không? Chán. Đang bắt con cóc nướng cho Lý ăn. Chắc về rồi bầu về nữa. Bỏ xe luôn. Bỏ xe luôn. Ngủ người ta cứu bởi lần thằng trọng quanh đem về cũng ngủ. Tôi có ai nè. Mua gì rồi đâu anh. Mua kia sao nó trong. Ông ngày này chưa cho uống nữa uống hoài vậy trời. Ê còn kẹo cho Nhiên nè. Trời trời, ông uống không trời chút xíu vậy. Ôi, cho ông uống hết này đi rồi đó, cái khác.
quá hớp. Quá hớp à. Nằm đại em cướp các bạn ơi. Không uống rượu trắng lắm trời ạ. Không, cái này chắc làm mới cỡ rồi chứ để hồi mới đầu chơi hơi mặn mặn hồi để hồi còn cái đít đâu. Không mình có hơi nhiều nhiều đi hai người anh lấy vậy. Bây giờ hơi tăng lên rồi đó chứ. Hơi tăng rồi đó đầy rồi đó. Nè tới mới thì đến cho nó qua cô ở từ từ. Uống hết rượu mà không hết là chưa hết nồi. Ừ. Vậy gì nữa? Rượu nó hết chứ. Rượu nó hết à. Còn mồi nó tới mấy dĩa rồi. Có rồi, anh kêu mua rượu trắng rồi. Dạ. Cái này khó ăn quá chứ. Đó khó ăn quá hả? Được trong sâu rồi à. Vô. Để ăn xong có đây không biết. Chậm em. Để nhà nha. Chứ nó đổ cái bệnh luôn. Đổ cái bà nhiêu hành đây là rồi đó. Nóng rực rực. The the thơm thơm. Chắc không kịp quay đầu xe đâu. Ở đây kho thôi rồi, còn này cũng vậy kịp cho nó lợi xe. Qua qua quận hết rồi, có người tăng chứ. Có nữa hả? Tăng dưỡng ba đó. Từ thôi, rượu này tao uống chơi chơi không nãy ai uống chỗ này hơi uống chơi đó. Chục đai còn hết nữa. Cái này uống cái gì tao uống hết là nãy giờ hết chai. Muốn bây là quay cho kỹ kỹ tôi gửi cho bỏ bữa ra đi. Còn dừng bay nha, dừng bay. Đưa vô. Trời ơi, đưa qua đưa lại. Cỡ vậy. Tới lên nữa đó hả? Ừ. Trời. Lâu tới hoài hả? Cốc này nữa nghỉ nghe anh em ơi. Nó nhai quá trời nhai rồi kìa. Cái rượu này của bả này vui bốn bữa nay nhậu dở ẹt là cò thơm mà không có gì chân. Rồi đó. Nhưng mà kéo nữa rồi. Tài xe không kịp nó kéo nữa rồi. Cái này cái mới chín chưa chạy cái này xong rồi đó. Lấy ruột không à lấy. Để lòi ra ngoài. Rồi cái mà xếp ha. Dạ, cái xếp đi. Ủa vậy hả? Đây bác chín, hôm nay mấy anh em gặp lại bác chín chơi chơi. Chín. Bữa nay chơi chai rượu 2 triệu 3 của cô Dung gửi mà hả? Đó. Vậy gì không thầy? Ủa đâu còn gắn nữa vậy? Ủa không nói ông sợ gắn mà sao ông giúp đút giò? Sao sao? Em à. Đâu chưa? 5 giây nữa mới cảm nhận được. Đâu chưa? Trời ơi, đau chân chân hận. Kìa, bác chính làm cái bẹp đi. Làm ba chứ vậy? Ơi, quá đau. Bẹp đi. Đây, cái giò được cái giò đưa đưa nha. Thôi thôi. Trời đại nguyên cái đi. Đại đi nguyên cái đi. Ở đây ăn tại bự bự con nhóc kìa. Trời ơi, bà chơi gì nữa mới đã. Chấm kìa. Chấm kìa. Đó kìa. Đưa cái chén vô chính giữa. Bà chén nói vậy. Dạ. Đập đại đi, ông nên đâu ăn đũa đâu. Dạ. Chấm nó kìa. Chín. Làm mắm hay ngon quá ta. Nước muối ớt, muối ớt chanh. Mấy này làm mồi đồng bạc không ở ở gần. Nó giỡn không hội ơi. Mà công nhận uống rượu này thở ra cái nó ra cái mùi rượu đã ha. Nhảy vô cái mâm này cái là nghĩ ai uống luôn á. Nên. Uống rượu này thở ra mùi rượu đã ha. Dạ. Vô vô với anh Hoàng em kìa. Vô. Mấy cô Dung coi cái clip này thấy mấy anh em uống được mốt gửi người trai trai hết luôn. Cô Dung mới mới điện mới nói nữa gửi cho lên anh trai kìa chịu không? Rồi ok. Rồi Pepsi hay là Coca? Nước tương quá này chắc chơi nước tương. Chinchu chinchu. Con thấy cái gì mi mi nè. Mi mi. Mi mi là ở Mỹ. Có chính nha. Tao ít luôn nha. Tới rồi đó. Tao chút chút là tao không được. Tao mới rồi nè. Uống cái nào nữa coi. Bốn người thôi. Thôi, rồi cháu mình chơi nữa cái à. Nửa cái hả? Còn mấy ly hết trơn rồi. Chơi Tịnh ơi. Trời ơi sao? Quá mặn. Nuôi hết cũng được, kệ nuôi hết cũng khỏi quen luôn. Ừ. Trời ơi sao uống dữ vậy? Để đưa đây đi tao. Không hết nữa, tao không hết nữa. Đẩy ủa trời ơi. Quen ngủ cái trắng không dài. Uống nó dỗ bắt đùi luôn á. Nãy giờ trong mình tôi cũng cỡ 400 ngàn tiền rượu rồi đó. Nãy giờ 400 ngàn rượu rồi đó. Không anh nãy giờ mới 300 à. 300 hả? Thôi không nhiều tôi. Tầm cỡ 6, 7. Vậy này bữa nay bữa nay bữa nay bữa chính gặp của anh. Chết luôn rồi cô Dung ơi. Mưa gông gông nha. Bọc hồi quăng cái xe lên trên xe đó cho đỉnh chạy về luôn. Còn
bữa nay cô Dung coi clip này là chết luôn rồi chứ bác Chính mới làm có hai nhát đi á. Dạ. Đi trốn luôn. Có dấu rồi. Và bác chịu chơi hơn không nữa rồi đó. Hừng rồi nha anh em ơi, hừng rồi nha. Sẵn đi cha ngồi đi lấy ba thuốc sau. À. Mưa này lấy làm gì? Lấy nó mưa xịt. Rồi, mưa chưa chắc gì con. Nãy giờ người ta một đống luôn sau nhà thì sao bên này ăn khéo quá trời đuôi với ấy không vậy ta. Thông xin nghỉ mưa xịt. Mưa sao xịt. Cái này không mưa. Thì đâu có gì đâu phải không ta? Có gì đâu. Nào em ăn bỏ. Quất nghỉ giảm nước tính bữa nay đi rượu chứ nước. Cái cái nào đen. Mưa rồi làm. Có mấy cái đó bà ấy không ạ? Rồi trên đây hả? Xong rồi có ông động hết rồi ông nội xà lè ăn rồi. Cũng lâu rồi đó. 60 ngày rồi. Không. Gắn này cũng lâu rồi. Con gắn chung này chỉ sợ cái mồi ở chổng thôi chứ không có gì ở chổng vô. Dạ dưới mới ra mồi rồi. Có con nhỏ nghe ta nói tỏi nó chừa ba con cậu em. Ba viên thuốc cuối cùng đó đó. Qua quận với em. Thôi đi hồi cho. Ừ cũng lâu rồi. Nó ỉa ba cục tức ra là chết được. Ừ cũng lâu rồi. Đâu vậy á? Để dầm nó hoài. Ừ. Hoài muốn hả? Mạnh hết không rồi. Mạnh này bộ có bắn thêm không nhiều cái trời vậy? Bỏ, không qua đó. Qua má. Mấy con. Đâu qua không có mấy con rồi. Đâu? Qua về trước con bắn hả? Hả? Bữa trước con bắn. Nó muốn nhậu đó hai bữa là cậu thấy đuối rồi, nhậu đuối luôn. Hôm qua bắn 5 con rồi, bữa trước bắn 2 miền biệt với cò với cho chảo hả? Cái cò nó bắn 2 bữa chiều là đuối rồi. Con bởi lần này ngán nó luôn đó. Tôi chơi bề rồi, đầu nó còn chọc lóc không có gì vậy. Mình nó giao gà, giao bia chạy nó bỏ nè tôi không bữa hai con có đi gan gì vậy. Chả còn chạy nữa ta ơi, đổ bắn hai trái chùi đã hay. Đã muốn luyện được á, tốn chắc cỡ 1 triệu tiền đạn đó. Mua đạn vừa luyện tới 1 triệu á. Rồi mua cái đạn không 1 triệu nữa, 2 triệu mẹ nó rồi. Cái đạn thông tới 1 triệu nữa người ta. Cái quân tân 1 triệu rưỡi nữa kìa. 1 triệu 3, 1 triệu 4 đó. Cho tao nửa cái mày. Ừ, nửa cái gì ông đặt bắn ơi. Cho nửa cây hả? Ừ. Kêu thằng Tùng lấy mấy cắt về. Cưa làm hai, xẻ làm hai nữa. Ừ, nửa cái được rồi. Bữa nay một cái tiệc nhậu rất là vui, quá đã các bạn ơi. Bữa nay ông Hoàng ổng không xịt thuốc chứ bữa nay mà ổng xịt thuốc, ổng uống rượu này vô hồi ổng xịt rượu người ta không. Rồi ông nội uống gì có chút xíu đi chạy. Trời uống gì từ chút gì nữa. Ông Thận kè. Cái ly ổng gì mà có khăn nữa của ly này à. Bà đến 60 mấy tuổi mà bà còn trẻ khô rồi. Bà đúng rồi. Trời ơi trời nó rượu ngoại mà cái mặt miền Tây. Đó cọ ăn chim tôi mà không gấp cho nó cọ chim tôi ơi. Cũng gấp cho nó cô cu đi. Trời cho nó nguyên cái đùi đi. Rượu của cô Dung. Làm miếng mới được. Bắn dính cù không? Đó, vô cái ơi. Cái gì dính cái bắn cái gì? Đưa lên đây luôn rồi, khỏi gõ đâu. Dính cù mà. Gửi rồi dao rồi. Đất kìa. Có dao đây nè. Gõ đây luôn nè, gõ đây luôn nè. Con khỉ già kìa. Chưa bắn nè. Dơ lắm, lấy cái gỗ đựng kia. Con khỉ sợ con cóc kìa. Nãy giờ là như muốn phê rồi đó. Tự tin đúng không? Dặn dư trời dư lắm. Còn hồi nó thấm dữ lắm á. Vô đây đi hết đát luôn, uống hai chai bảo đảm bò. Hai chai uống nổi rồi. Hai chai dư mạnh á. Không hai chai nổi rồi, hơn nửa chai rồi. Tao chưa phước ăn rồi. Nửa chai mà, điểm mà mấy người. Mà như đây uống cả hai chai bảo đảm bò mà ba chai nó càng nữa. Tao chưa phước ăn rồi. Chai này lít gì? Đây miền Tây uống rượu Tây vậy nè các bạn. Giờ này chắc tóm. Nhỏ dưỡng ba uống có chút xíu. Đây nè. Miền Tây uống rượu Tây là phải vậy nè các bạn. Dưỡng ba uống chút xíu rồi cho nhỏ uống nhiều dữ đi. Thôi đi trễ cho nó nhiều nhiều. Cũng không quá. Ăn nhiều thằng bị vậy đó. Rồi gọi cái ăn cũng vậy đó mà bữa nãy mà đánh dở rồi. Dở đó. Không. Nã sình không à, mưa mắt mưa có ế làm trẻ không trẻ ra làm 4, làm 5 thằng cũng biết miếng nha đừng sắt ngón tay nè vậy này nè sắt trẻ xong bỏ vô trong nước đá nó ông mà bắt theo được chứ giòn lạnh không nó mở tới hai đi lấy giữa đi em ừ ha kêu nó đẩy vô rồi chút đi. Ủa nó đẩy lại tới thì em phải bỏ lên ốp cái luôn đó còn nước á. Cô sẽ làm tư ra làm vào bán lắm nghe lần ơi. Rồi khỏi cần sắt gì đâu. Rồi để nó lại nhà con vậy đó.
phải làm phước cho vui, phước thì vui. Làm phước. Ba Dương hả? Ba Dương nó làm gì vậy? Nhà phước phải có được phước vậy cho nó cậu. Chưa đâu, từ từ. Nhăn gà, nhăn gà. Con ra coi con có chồng mấy bạn á. Tổ thì bụi chuối, tổ thì bụi chuông bầu. Chứ nó ghe vô rồi nè. Ông ơi bụi chuối nó khét nó làm cho nó khuất không ai thấy nó làm mấy thằng là mấy thằng. Còn bụi chuông bầu nó bắt bếp sẵn mấy thằng là nó bắt ông táo lên là mấy thằng là mấy thằng. Đúng không? Nhậu từ khi từ sáng tới xế gì đó, cái rồi sầm của nó. Muối với chanh như vậy. Đâu ông không có được cái sắc đâu. Tính bơ luôn á. Không có biết không à. Ông uống xong ông ngậm miệng lên luôn mới đã. Đừng có hà hơi ra. Uống hà hơi là nó bay hết rồi. Ông uống ông ngậm lại ngậm hơi lên luôn. Tịnh ơi. Gần rồi đó. Cái đầu hãy nó làm có nước đâu. Nó này nó cho cô tỏi. Ớt nó đâm chưa rét luôn. Đâm dữ lắm rồi. Mấy chục cây ớt chứ không phải đâu á, để đâu. Nãy đường thật phải không? Nãy ông ăn luôn rồi. Ông ăn luôn rồi. Cái gì? Đây nè. Đóng rồi, chị đưa tỏi đây. Thôi mới làm một cái nước mắm nữa. Thêm cái nước mắm nữa. Hết rồi. Hết rồi. Dạ rồi. Nước mắm nữa. Thần với Hoàng Én với Hoàng Én với Tăng. Để qua hết quận rồi. Ghê vậy trời. Đi đó. Đó nó gùng tay em nội hôm nay thiếu. Hôm nay nó thiếu rượu. Phải không? Phải mặt đó, mặt kỳ vậy trời. Phải không? Đã. Ai nói uống rượu sướng đâu, cũng cực khổ lắm, đắng nước cay lắm chứ bộ. Đâu. Vô. Này liên nha. Trời uống rượu. Đâu biết gì hết. Ủa, đứa ngon lắm một bầu. Đó rồi. Tài dữ rồi, có tài dữ lắm rồi đó. Còn đây ổng nó cái đụng nó rồi. Xong. Nó mất tâm nổi. Phải rồi đó mà mất chết đó. Không phải bệnh. Đụng để cộng này càng dài bắn chim càng hay ông nội. Cộng đó để bị bệnh đó. Kiếm chim cho ông nhậu nè. Hôm qua bắn đồ cái con hơn ta nghe. Để đó anh có cái cộng này rồi bắn vô tay không á. Cộng nó càng dài thấy tóc càng ngắn lại á. Rắn đâu có hoài. Rắn nướng không đủ nhậu nữa. Chọc ông hoài làm gì. Nãy giờ chưa nướng nè. Đúng rồi. Món này món gì vậy? Nắng bớt. Không mà món này món gì? Cái thẻ quá chạy. Món này món gì vậy? Chiên que. Tôm hả? Ủa nãy em đủ chia rồi người que mà. Không hả, ăn cái đụng được nướng lại cái chưa chín kìa anh bạn. Nãy giờ uống đụng nãy giờ biết nhiều hoa gì biết cái mùi nó được rồi chỉ được rồi có liền xa xỉ quá. Vô bà con ơi. Vô. Một. Hai ba. Một hai ba vô quá đã. Bữa nay 30 Tết các bạn ơi. Đăng tài cho cái kiếm cho Lenin á, là Lenin để dành để bị mình nở một lẹo quá, để dành đeo quá mà. Đó, đồ cho người ta phải phải rồi để nổi một lẹo mới đeo không biết sao không biết sao mà bị nổi một lẹo hoài đâu á do tập bậy á không anh tài tặng phải đợi anh Quang tặng nữa cái mới được. Anh Quang tặng nữa mới được mới đủ đủ lệ anh Quang anh Quang tặng hả
giờ thêm đợi anh Tài về, anh Tài tặng cái nữa mấy mấy tặng rồi. Anh nói là anh Quang anh Tài tặng quà chứ đừng nói rồi, đừng nói tặng quà Quang Tài. Chết luôn. Anh Quang nữa tặng cho em cái khác anh Quang. Rồi. Bây giờ đeo không im luôn. Không cái súng. Không cái gì tặng mà anh xài không được mà anh xài mà anh không biết á. Mày biết có bằng chả đánh răng nữa. Xài anh xài không biết á. Giúp Lào Thái rồi. Mình đây đó đây đó là gỗ biển là với mình là nhiều nhất. Món nào nó bự không à. Lên đi lấy giờ toàn gô gì không. Hồi lúc trước cái dùng mình là ba cái con cá bóng cát gì đó cũng có nữa mà giờ giờ hết rồi. Không tượng rồi đó dùng mình nhiều. Tượng thì ở đây còn. Bây giờ còn bấm bấm lô tô không à. Giờ còn mấy bấm lô tô không à. Sao tôi biết nhớ đó nhỏ nhỏ đó nhưng mà cha đi đặt ba cái đôi chuột đó dùng bên cái ba cá bóng tượng nè có hết thôi má hồi nhỏ tôi nghĩ rằng nè anh em tại tại không chịu thôi chịu lấy thôi tại tao bắt cỡ không không ghét ăn rắn lắm ghét lắm gặp gắn rồi tránh xa rồi không có ăn đuôi gắn lắm hả cái đuôi gắn kìa gì hỏi nóng á ấy dạ chúc chúc hai hai em sống thọ già quốc đuôi chúc chúc hai anh em lên đường toàn thay nghe nói là cái ấy tôm mới ngon cô bin đó kêu đây không tâm tâm giác cái đó là nắng bóp tâm giác ông nội rồi luôn ra tiếp ơi coi đỡ tiếp nữa rồi có gì không nào vậy nó chạy nó chung con nó chạy luôn rồi con của nhà con ai vậy con nhà rồi xong luôn có sao không con lấy con một thùng bia còn nhậu nổi nữa hả dạ con nói bị gì đâu rồi ra máu kìa rồi ra máu rồi kìa con ăn nhiều một kết là gu trúng thưởng nhà ông đường á trời ơi trời trúng cái giò mày kìa chứ trúng thưởng gì nữa mà trúng thưởng trúng cái giò nó không lo là trúng thưởng nó chạy vô chỗ con luôn con ai vậy thằng này con nhà con nhà trời ơi nó vớt một đống bông của người ta không kìa đống bông đổ nó chút nữa té không chết nó té rồi không biết xe 150 chạy cứ 100 lẻ 150 vậy chạy chứ hết công sức ở đây nói chung là đường xá trên chợ ở quê thì nói chung là mình cũng qua clip này mình cũng thông báo mấy anh em đi xe chạy cho kỹ lưỡng chút xíu quá trời chạy chật cái một đợt hổm thằng nào té mà rồi gãy mấy hàng cao đây dữ vậy cô ba nam nên hả chào bác chính nha rồi bữa nào ba bác cháu mình gặp lại gặp lại dạ ok ok ô nó gượt chạy chạy rồi chính nhậu yếu quá hai chào cả nhà nha vừa qua cả nhà mình xem clip vui vẻ bây giờ bye bye cả nhà nha hẹn gặp lại trong kênh Ngã Năm TV trong những clip mới nha bye bye 1 2 3 vô cảm ơn cô Dung rất là nhiều nha chai rượu rất là ngon chai rượu rất là ngon uống sỉnh luôn rồi cô Dung ơi trời tê chứ bắt chín cũng tê chứ bữa nay uống gì là nhiều chứ đó dạ dạ